Xin chào các bác, kính chúc các bác có một ngày mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Các bác ơi, ngô năm nay có vẻ được mùa đấy. Bắp nào bắp đấy thì đây, cổ tay của em bé đây, đây các bác so sánh này đấy. Bãi này bãi nhà của cậu Thề. Năm vừa rồi thì có được các bác là cũng ủng hộ là xây dựng nhà cửa. Đến nay là để mà nói cái chỗ ăn chỗ ở là cũng đã đi vào ổn định rồi. Vào trong này thì hôm nay là em Thề em đi làm thuê. Sau khi em bé đi vào nhà chỗ cô cấy, nhưng mà cô ấy không có mặt ở nhà, tức là em Thề em cũng chạy vào trong kia theo. Sau đó thì em bé đã trao cái phần quà gạo đấy cho cái hộ hoàn cảnh khác rồi, do là cô cấy cô không có ở nhà mà. Thế nên là quay ngược trở lại đây thì bảo em Thề là chạy ù ra ngoài kia lấy bao gạo về đây. Hôm nay thì có phần quà của cô Samulai, cô có gửi tặng cho gia đình nhà em Thề là 500.000 đồng. Vừa đấy thì cháu đưa cho em Thề đi mua gạo rồi, nhưng mà tí thừa bao nhiêu thì cũng đưa luôn cho em Thề, bởi vì đấy là cái khoản tiền cô cũng gửi tặng cho gia đình em Thề thôi. Nhưng mà có bao gạo thì bao giờ thì nó vẫn hơn, bởi vì hiện nay là cũng đang vào cái mùa giáp hạt. Và tiếp nữa thì cũng rất là mong cô Samulai xem được cái nội dung này thì cũng tiếp tục là liên hệ lại cho con, để xem là cái số tiền vừa rồi là cô cháu mình cũng có bàn bạc và chia sẻ với nhau ấy, thì vô tình con ghi vào điện thoại về đến nhà bảo là vào sổ sách, tuy nhiên thì đã không còn thấy đâu nữa, nhưng mà vẫn còn nhớ rất rõ là cô có gửi tặng cho em Thề là 500.000 đồng. Nên là ngày hôm nay là con đã đi vào trong này trước, và cũng tiện đây là cũng thông báo lên video để cô có xem được cái nội dung thì có thể là liên hệ cho chúng cháu. Và cháu cũng nhắn tin cho cô một hai tin rồi, nhưng mà có lẽ là cô cũng bận làm việc ấy, cũng chưa có thời gian xem, nên cô có xem được thì liên hệ lại cho con nhé. Vừa rồi thì cô gửi 200 đô, và ngày hôm nay thì đồng hành với team thì vẫn có anh tóc dài đấy. Anh bạn già đấy, bạn tên già, xong thì là đang làm mấy cái dự án cùng với team ở những cái mảng khác, và mấy nay thì cũng gọi già đi theo để phiên dịch nha. Ừ, chào các bác một cái xem nào. Chào các bác, hôm nay thì em đi theo anh bé cho phần quà cho các bà cô. Thế biết nói lắm đấy. Ông này là rất là nghệ sĩ nhà hát, hay đàn giỏi này, ca nhạc tổng hợp là chơi hết phải không? Đúng ạ. Thế hôm nào là lâu lâu quen quen là phải ấy nhá, phải làm một bài nhá. Vâng. Thế là Thề về đây rồi các bác. Bao nhiêu? 290 anh. 290 á? Sao bây giờ lại rẻ thế nhỉ? Hay là bao bao này không phải bao 20 cân rồi đúng không? Không biết. 290 là còn 201 nữa nhỉ? Vâng. Đúng rồi, 201. Của em luôn, của cô Samulai. Đây, bao gạo nhá. Vâng. Và số tiền dư lại nhá. Vâng. Của cô Samulai gửi tặng cho em. Cháu Thề cảm ơn cô Samulai ạ. Giúp đưa tỉa với gạo cho ba bố cô cháu. Cháu Thề rất là cảm ơn cô nhiều ạ. Thế sao gần đây thì thấy bảo là đi làm lại đi làm móng nhà, thế thì ở nhà ai trông con hả em? Không, em bảo em gái út nhà trông hộ thôi anh. Em gái út á? Vâng. Thế là em gái lớn lớn là bây giờ là lấy chồng rồi. Vâng, bây giờ là chồng. Tức là đi làm xa là không đi làm được nữa. Vâng. Ừ. Thế là ở nhà này vất vả với ở nhà. Vâng, xa thì đi làm, tối thì lại vệ. Thế là chưa ai nấu cơm cho các con? Em gái nấu cho anh. Mùa này mùa đang nghỉ hè, đâm ra là các cháu nó cũng đang gọi là chưa được ấy các bác ạ. Chưa đi học ấy thì vẫn có phải một người ở nhà thì chăm lo mới được. Nhưng mà em gái là tối có ngủ dưới này như chị cả kia không? Không ngủ. Thế là tối là ba bố con ôm nhau ngủ. Vâng. Thế này thì khó lấy vợ lắm nhỉ. Vâng. Không có thời gian đi tán gái. Vâng. Có người yêu mới chưa? Chưa anh. Chưa à? Ok. Thế nên nhá, quà của cô Samulai em tự mua thôi nhá, dư bao nhiêu em tự cầm rồi nhá. Vâng. Thế nên là cũng không thắc mắc gì nữa nhá. Vâng. Ok, thế thì lấy về đi. Vâng. Lên nhà em thăm nhà em một tí. Thế là có biết anh tóc dài này không? Anh xoái ca này không? Chưa biết anh. Chưa biết à? Thề sinh năm bao nhiêu? Em 202. 202, anh xoái ca bao nhiêu? Em 99. Thế là đây là làm anh rồi. Em lớn. Lớn rồi. Tay này cũng có vợ con rồi. Bê gạo về nhà thôi. Lảng vảng sang đây để về thôi mà. Lên nhà em thăm các cháu một tí xem sao. Ngô bên này phải của nhà mình không? Vâng. Thế là mẹ chia ở chỗ nào nhiều? Bằng nhau thôi. Bằng nhau à? Vâng. Tức là em với lại con út là được đất bằng nhau đúng không? Vâng.
Thế nên nhà cửa bây giờ cũng khang trang rồi, nói chung là cũng không cần phải lo lắng mấy nữa. Chỗ ăn chỗ ở thì bây giờ cũng ok rồi. Thi thoảng thì cũng gia đình ba bố con vất vả, gọi là gà trống nuôi con mà. Thế là cũng được cô Samulai, cô cũng giúp một phần. Cũng như là trước đấy thì cũng có rất nhiều các bác là cũng giúp thêm. Tối thế, mở mở cái cửa kia. Nhà này trước các bác Mạnh Thường Quân ở trên kênh là xây cho. Được đúng từ Tết xây, qua Tết lên là xong. Thế là bây giờ là ba bố con tối ngủ đây à? Có dẫn bà nào về đây không? Có dẫn được bà nào về đây không? Không. Không à? Thế bây giờ là tình hình là đi làm ở dưới Hưng Yên coi như là bỏ cuộc rồi nhỉ? Vâng. À Bắc Giang chứ nhỉ? Vâng. Bên này ai ngủ bây giờ ấy? Bây giờ không có ai ngủ. À thế là con cái là... bây giờ là ngủ với bố, kiểu là con nói con nhỏ quá. Vâng. Thế là mấy nhóc nó đi đâu hết rồi nhỉ? À, một thằng ngồi đây rồi. À, ngủ à? Vâng, một cháu. À, một cháu đang ngủ, một cháu thì chắc đi chơi. Vâng. À. Nên dạo này nhìn thấy bảnh trai hơn đấy nhỉ? Nhìn như kiểu giám đốc ấy, chia trước các thứ như thế này này. Thế là đi làm xây hay là mình chỉ đi gọi là san nền thôi? San nền thôi. San nền là thế là người ta tính ngày hay là tính công kiểu như nào? Không, anh các anh đi khoán về thì đi làm thôi. Khoán á? Vâng. Tức là khoán cái nền đấy là được bao nhiêu tiền xong là chia nhau phải không? Vâng. À, thế là đi là vừa khoan vừa đập đá các kiểu ấy. Vâng. À, trở về công việc cũ. Vâng. Ừ. Thế còn và thì nói chung là bận. Mấy hôm nay sáng chiều ngày hôm nay thì cũng điện cho em ấy thì bảo là hôm vừa rồi ốm lâm ra là mẹ thì cũng vừa mới cúng cho, bảo là một tháng không được ra khỏi nhà. Em suốt ngày vẫn đi làm thôi, em chưa xóa xe vàng ấy. Đấy hôm nào xuống thăm thử xem, anh cũng chưa có dịp xuống nhưng mà ý là cúng vái như thế thì nếu mà chẳng hạn anh là người đầu tiên vào là anh còn phải mất quả trứng nữa phải không? Vâng. Hôm nọ chỉ thắm là không biết lên nhà em rúa mất quả trứng các bác ạ. Hay tức là bà con vừa mới cúng xong ấy thì là hôm trước hôm sau nếu mà ai là người đầu tiên vào ấy thì là sẽ phải mất tiền mua quả trứng, nói chung vài ba nghìn, hai ba nghìn thôi mua quả trứng thôi, tùy tâm có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, nhưng mà ý là để thả xuống cái bát gạo xong bắt đầu là đi coi như là cũng cầu chúc phúc cho gia đình con cái mạnh khỏe bình an thế thôi. Chung là cái phong tục của bà con ấy đại loại là như thế, nhưng mà nhà bà không biết là có ai vào chưa thì anh không biết, nhưng mà hôm nay anh chưa dám vào, cứ để vài hôm nữa xong thì vào, bởi vì là các anh ở đây không phải là tiếc mấy nghìn đấy mà là cơ bản là không biết nói. Vâng. Thế là sợ là hỏng việc của các em. Kiểu là cũng vừa mới cúng xong đấy. Vâng, không biết nói. Tại vì là chiều nay anh điện cho bà đi và bảo là em cũng vừa mới cúng xong thì thầy cũng bảo là một tháng là cũng không được ra khỏi nhà. Tức là chắc là cũng đi làm lặt vặt thì được nhưng mà khả năng không được đi xa hay sao. Vâng. Anh ra láng tử đi vào trong này gần gần một tí xem nào để cho các bác là nhìn thấy mặt xem nào. Ôi trời ơi, xấu hổ phải không? Mới đâm ra là xấu phải không? Mới thì hơn ngoại. Có ngoại không? Anh già có ngoại không? Không. Không ngoại à? Nội thôi nhỉ? Vừa đi lần đầu như thế này thì không biết nó bao nhiêu. Nói chung là mới. Đấy, từ lúc giống như là em và hay em thề là bất kể ai bà con ở trên này đi cùng team cũng thế thôi. Ban đầu thì cái đầu tiên mình nhận thấy rằng là bà con rất ngại và chưa được... nhanh nhẩu này là một, và thứ hai là cái tiếng nói bà con vẫn đang rất khó nghe, nhưng mà tuy nhiên là đi cùng với team một thời gian ấy thì chắc có lẽ rằng là cũng nghe nhiều hay sao ấy thì ăn nói nó bao giờ nó vẫn lưu loát hơn là một, và thứ hai là cái câu từ nó tròn vành rõ chữ hơn. Đối với bản thân anh là thấy dạng dạng như thế, còn không biết là mọi người thấy như thế nào. Đây giống như thề này thấy có thí dụ là đi cùng các anh các chị có thấy phát triển hơn về tiếng nói đúng không? Anh cũng cảm giác như thế. Còn giống như đồng chí Và chẳng hạn thì thời gian trước đấy là đi cùng ấy thì ban đầu tiên lúc vào ấy thì là nói mình không nghe được cái gì luôn, nói 10 chỉ nghe được 2 được 3 thôi, nhưng bây giờ nó nói vành vách luôn đấy. Và ấy thật mà. À thế thì bây giờ là em gái về đây trông con trông cái như thế này cho em thì bà trên bà có bảo gì không? Bà vẫn không bảo anh ạ. Em đi làm thì được tiền về thì mua gạo với mua các thứ về thì vẫn cho bà nữa, thì bà vẫn không nói gì. À thế à. Vâng.
Thế bà ở trên dạo đây thì còn hay xuống nhà mình chơi hay là như thế nào không? Bà dạo này thì bà vẫn xuống rồi. Vâng. Xuống hộ làm hay là như nào? Không, bà xuống đây để mà các ông bà sẽ giúp mì hay là giúp gạo thì bà xin ở dưới này lên xe thôi. À, bà xin lên trên ăn á? Vâng, ở xe vẫn hết ngô rồi. À, ở nhà trên nhà bà hết ngô rồi. À, ý em đang nói là bà là bây giờ là thi thoảng là vẫn xuống dưới này chơi đúng không? Vâng. À, để gọi là xem các ông các bà ví dụ giúp gạo như hôm nay này, là bà vẫn xuống đây là cũng xin về ở trên kia là cùng nhau ăn cái gì? Vâng. À, tức là lấy cái gì về nhiều rồi? Bà thì vẫn lấy gạo với mì tô nhiều anh ạ. À, tức là vẫn thường hay xuống đây là để lấy. Vâng. À, tức là lúc xây nhà xây cửa để con cái làm hì hài hì hục thì chả thấy mặt đâu, bây giờ là đói rồi mới tìm thấy con các bác ạ. Vâng. Thế là nhưng mà là dạo gần đây là cũng không chửi không cãi gì, nói chung là hai mẹ con là cũng hòa hợp rồi đúng không? Vâng. À, thì em mẹ đẻ đời mình thì không dám chịu mẹ nữa. Em cũng hơi nhu nhược một tí ấy. Vâng. Nhớ cái khoảng thời gian lúc trước ấy là con cái đi viện còn chưa cả về đến nhà ấy thì là mẹ cũng đã thế này thế kia rồi ấy. Chưa đi thì mẹ đã bảo là về là mày ra ở riêng luôn cho tao, đúng không? Thế bây giờ mọi việc thì cũng xong xuôi rồi, nhà cửa cũng ra riêng như thế này rồi. Thế bây giờ thấy ít quà là mẹ lại cũng muốn là xuống làm lành, anh nghĩ thế. Với vâng. Lại ở trên là cơ bản là bây giờ là cũng hết ngô, hết gạo ăn rồi ấy. Vâng. Ừ, như nhà già bây giờ còn không? Gạo ngô ấy. Ngô còn một ít thôi. Còn một ít à? Thế là nhà có nhiều nương không? Ít nương thôi. Trồng mấy gói? Trồng ba gói thế thôi. À, trồng ba gói nương, gói nương. Thế mà bây giờ vẫn ăn được đến thời điểm này là vẫn còn tốt, tiết kiệm ấy nhỉ? Thế là vẫn khá tiết kiệm. Như nhà thề bây giờ là ở trong nhà không thấy một bắp ngô nào luôn. Vâng. Con cái dạo này ăn uống như thế nào? Của em á? Ừ. Vẫn ăn bình thường thôi. Kiếm được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi. À. Hôm nọ là đi làm thuê về là coi như là không có cái gì đúng không? Vâng. Bây giờ là về nhà là đi làm thuê làm mướn này được ít nào thì mua ít đấy. Vâng. Về chăm con chăm cái, nói chung là không có tiền rồi mình phải tự ấy thôi. Vâng. Tự gọi là vận động xoay sở để làm sao con cái nó không đói thôi. Vâng. Có hôm nào nhìn đói chưa? Có rồi anh ạ. Có rồi. Đấy thì hôm nay là cũng may mắn là có cô Samulai, cô cũng giúp đỡ cho mấy bố con em như thế này là cũng gọi là cũng mừng rồi. Vâng. Ở không thì cũng ít khi mà có ai cho không ai tiền lắm. Các bác là cũng phải nói rằng là có phải có cái tấm lòng cực kỳ là nhân hậu thì các bác mới giúp đỡ ủng hộ cho mình như vậy. Vâng. Ừ. Phải thế không ạ? À? Hả bà Giá? Phải anh ạ. Ừ, rõ ràng đúng không? Như ra là mặt là bao giờ thì cũng tươi tươi một tí để có cho bạn già, cứ gọi là tạm bạn ấy, cho già bạn ấy đi học tiếng cho nó lành sành sỏi hơn một tí. Ở nhà là bây giờ là chưa dám nói đâu phải không? Chưa. Thế nên hôm nay đi là cùng như thế này thấy nói cũng khá là lưu loát rồi đấy, mai mốt nữa thì khả năng là các anh các chị nói không bằng ấy. Nghĩ thế phải không? Bà xuống đây lấy nhiều gạo nhiều mì đi nhiều lần chưa? Lấy nhiều lần rồi anh ạ. Ừ. Thế thì như bà lấy bà có hỏi gì mình không? Không, em đi làm rồi thì còn con thì bà tự lấy thôi. Bà tự lấy á? Vâng. Thế là về em có thấy là hao bớt mất đi như thế thì không hỏi bà? Em không hỏi đâu. Thế sao biết bà lấy? Không, nói không có thì lấy đi ăn thôi. À, thế là cũng biết là bà lấy lên trên kia là cùng nhau ăn đúng không? Vâng. Nói chung là cái vấn đề bây giờ mùa giáp hạt rồi thì san sẻ một tí thì cũng đúng thôi. Nói chung mẹ thì cũng mẹ đẻ của mình, chẳng qua ở đây là anh em với lại các bác xem trên cái màn ảnh ấy thì hơi bức xúc một tí, đó là trước đấy thì nhà cửa thì cứ câu một câu hai là cũng không muốn là cho các em ở cùng, đúng không? Trong khi con cái là còn chưa cả đi khám thì đã bảo là ngày về là ngày mày ra ở, lúc đấy là còn phải lợp bạt ra đây mà. Dạ. Lập bạt ngủ ở cái khu đâu đây này. Lúc đấy là nhà mới đang xây thôi đấy, là mấy bố con nó đã chuyển giường này, chuyển cái này cái kia, hoặc là chăn chiếu mùng màn là xuống thế này là ở riêng rồi. Lúc đấy là nhà cửa chưa xong đấy. Đến lúc bây giờ là xong xuôi nhà cửa rồi thì hoàn thiện rồi, thi thoảng là cũng đi làm thuê làm mướn được ít tiền thì mua được ít gạo, với lại thi thoảng các bác cũng tài trợ cho một ít thì cô lại bắt đầu làm lành. Nói chung làm lành được cái tốt thôi, chẳng qua là xem là làm lành bằng cách gọi là
thực sự hay là làm lành bằng cách bây giờ thấy em có đồ đạc có của rồi mới lại lành thì cái đấy thì anh không biết, nhưng mà được cái là hai mẹ con mà bớt bớt đi những cái tôi ở trong mình thì chắc khả năng là vẫn trở lại bình thường được. Vâng. Thế là em gái từ hôm đi lấy chồng về bao giờ không? Vẫn về về 2-3 lần rồi. Về 2-3 lần rồi. Vâng. À, về thăm gia đình ấy đúng không? Vâng. Chồng nó lớn tuổi chưa? Chồng vẫn bằng à? Không, chồng lớn hơn. Già hơn à? Vâng. Già như anh chưa? Vẫn tầm này hả? Tầm này. Thế là ba mấy tuổi không thế? 21 tuổi. Thế thì anh ba mấy rồi thì anh hơn cả mười mấy năm còn. Già là 299 à? Ừ, 199 là 25 tuổi rồi nhỉ? Đúng. À nhà, thế là nhìn hai thanh niên em là 2K3 2K2. 2K2 là vào năm nay thì 22 tuổi. Ừ đúng rồi, chính xác 22 25. Đôi bạn cùng tiến. Hai người đã biết quen biết nhau chưa? Vẫn chưa anh. À hôm chưa nay thì chưa. Ừ hôm nay thì hôm nay thôi. Ừ. Đây nhìn phong trần nhỉ. Đây để xem chỉ cứ dơ thế để em xem màn hình ấy, nhìn thanh niên già này, phong trần tài lẻ thì nhiều. Đấy. Đúng không? Thế gạo kiếc này cứ cất lên nhá. Đấy, tình hình là hôm nay là anh vào anh cũng chỉ ù gái trao xong cái phần quà của chỗ cô Samulai thôi, với lại hỏi xem mà tình hình con gái gia đình em như thế nào. Thế bảo như thế thì cũng khá là ấy đấy. Thế xem mà như thế nào thì cứ cất kỹ đi, bao giờ mẹ cần mẹ không có thì mẹ khắc hỏi em, mình đưa cho như thế. Thế đợt trước là mang mì của các bác vào là cũng mang về à? Mang về anh. Mang cả mì về á? Vâng. Thế mang có để lại cho mấy con em gói nào? Vẫn để 2-3 gói. Ừ. Tức là đợt trước là cũng thay mặt, đợt đấy hôm đấy cô chị Phương nhỉ? Vâng, nhưng mà trước đấy em chưa về. Ừ. À, trước đấy một lần là anh vào đây rồi, xong rồi một lần đâu đây về gần đây này, vâng. 6 gói gì hay là bao nhiêu gói đấy? 6 gói mì. À, thế là mẹ cũng lấy về? Vâng, mẹ lấy về... ba gói à. Lấy về nhưng mà có cái là không bảo gì mình cơ. Vâng. Ăn chung cũng được thôi, nhưng mà ý là cái đấy thì mình cũng không phải là quá là tiếc, mẹ con thì nó cũng chuyện bình thường thôi, chẳng qua là ý ở đây là lấy về con cái cũng không biết như thế này, về có toàn nghĩ là mất thôi nhỉ. Vâng. À. Thế này bây giờ là em nó đi vắng thế rồi, quần áo giặt rũ này ai giặt đấy? Em à? Em gái già thôi. À em gái út đây à? Vâng. Bây giờ được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ em đấy? Em đấy 12 tuổi. 12 tuổi, ờ thì cũng làm được rồi. Vâng. Thế là bây giờ lại em gái có ăn uống ở dưới này cùng mình không? Vẫn ăn. À, tối là về trên ngủ thôi. Tối thì nó lên xe ngủ. Ừ, giường chiếu là ở trên kia hết nhỉ. Vâng. Không giống như em gì nhỉ? Anh quên mất. Em Dung. Ờ em Dung thì lớn rồi. Vâng. Trước em Dung ngủ đây nhưng mà bây giờ đi rồi. Đấy, ngủ chùa chia đó. Vâng. Ừ. Tối mất rồi, chắc có lẽ là anh cũng xin phép gia đình là cũng về thôi em ạ. Vâng. Bây giờ hiện tại là vào 6 giờ rồi các bác ạ, 6 giờ tối. Để xem là cuộc sống bà con ở trên này rất thanh bình này các bác ơi. Rất yên bình. Tuy nhiên này cuộc sống thì quanh năm ngày tháng cũng chỉ là cây ngô, đâm ra là bà con cũng khó khăn vất vả quá. À anh hỏi tí. Hôm nọ bảo là gặp mặt U41 đấy. Còn gặp không? Chưa. Như vậy ý là còn gặp không? Vẫn có. Hả? Vẫn có. Vẫn có. Vâng. Nhưng mà già còn gặp không? Già cũng gà chơi nói chuyện. À vẫn muốn là gặp chơi thử nói chuyện xem sao đúng không? Vâng. Có thể là em nói là cái câu từ 41 tuổi có thể là nghĩ là còn trẻ trẻ, nhưng chị Thắm đây là vẫn còn trẻ này. Vâng. À, nhà chị cũng 32, 33 rồi. Vâng. À, nên cũng chỉ hơn chị Thắm vài tuổi thôi. Nhưng mà là tình hình là em cũng vẫn phải biết là bà con ở trên này là già trước tuổi nhá. Nếu mà 41 tuổi nhìn như kiểu là các cụ rồi. Vâng. Ừ. Giống như mẹ rồi, nhưng mà muốn ăn trịa với nhau thôi. À, tức là bây giờ là cũng kiểu là đơn thân này thì vâng. Bà ấy cũng gọi là đơn thân thì hai người là tìm hiểu thôi đúng không? Vâng. À, nhưng mà anh sợ là đến lúc gặp mặt cái là không chảy mặt dép rồi chết. Cũng không biết chừng đúng không? Vâng. Ừ, thế là đi công ty ngày đấy ngày tháng là không tìm được cô nào? Không. Ừ. Nếu mà bạn để mà nói mà em ưng ấy, một cái ấy, thì là cô U41 là kiểu gì cũng xuống đây tìm luôn. Vâng. Chẳng qua là em bây giờ chưa nhìn thấy mặt thì em cứ háo hức tìm thôi. Còn một cô U55 nữa.
Hôm nọ ở dưới nhà bà kia không biết là video em có xem không? Không, em cái điện thoại của em hay mà không xem được. Thế là xem thì khả năng là bây giờ anh không có ảnh, em kể ra trong này có ảnh có yếc thì cũng cho em xem qua để em quyết định. Thế bây giờ vẫn quyết định là gặp đúng không? Vâng, quyết định gặp, nói chuyện với nhau. Người này biết đâu lại hợp một cái lại về chung một nhà, nấu ăn chung một nồi phải không? Vâng. Tối ngủ một giường. Phải thế không? Vâng, chả thế à. Thế bây giờ là kiểu là bây giờ tán gái trẻ người ta không thèm mình nữa hay sao? Vâng, mình có rồi thì gái trẻ làm gì mà thèm mình. Nhưng mà mình cũng phải đi tìm hiểu thì người ta mới thèm chứ, bây giờ là mình cứ ở nhà này ai thèm. Không, em nhưng mà đi thì người ta nó sợ mình lắm, không đi. Sao lại sợ? Bây giờ nhà có rồi phải không? Nhà có rồi nhưng mà mình mà hơi xấu. Mặt thế này xấu đâu mà xấu. Không, sáng nay đi làm thế mà đen lắm em. Giờ này mặt đen hơn tí thật các bác nhỉ. Vâng. Nhưng mà nhìn nó sương gió như thế này thì nó lại trai trắng. Cơ ngực cơ tay thì là vẫn gọi là lúc nào cũng ok hơn anh chỉ được mỗi cái bụng thôi, ngoài ra chả được cái gì. Chán đời lắm. Ok nhá, thế nhá, cố gắng nhá. Nhiều khi thì cũng có vài cái nói chuyện vui vui thế thôi. Như thế nào thì quyết định ở em. Nhưng mà hôm nay gạo ghế các thứ đến rồi thì tôi nấu cơm nấu cháo cho các con ăn. Hôm nay có rau gì chưa? Rau thì mùa này thì rau có nhiều anh. Rau xanh ấy đúng không? Vâng. Mắm muối mì chính các thứ thì sao? Có không? Vẫn có anh. Chỉ có gạo là hết thôi nhỉ. Vâng. Anh già này này, anh chưa? Tay chắp đằng sau nhìn giống lắm. Hôm nào là phải làm vài bài tiếng Mông nhá. Biết đánh đàn không? Không biết. Kéo nhị. Không biết nữa, cái gì với không biết anh ạ. Ôi rồi vừa khen ở đầu video xong cuối cùng là bảo là không, thế này là dở rồi. Mình không có tờ không biết. Hả? Không muốn tời thì không biết. Không muốn tời là cái gì? Không mà là chưa học ấy. Gọi là chưa tập. Chưa tập. Anh em này cũng nghe nó không ra. Thế thôi anh em mình về thôi nhỉ, cho thề nó nấu nướng gọi cho con cái nó ăn cơm nhá em nhá. Vâng. Ok, xin chào em. Vâng. Xin chào các bác. Vâng. Chào thề, chào tất cả các ông bà.